Xin chào tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của cửa hàng CityLux. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn một chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Breguet và thuộc bộ sưu tập Marine. Vì cái mã tham chiếu của chiếc đồng hồ này rất là dài nên tôi sẽ phải cần dùng thêm một cái tư liệu tham khảo để tôi có thể đọc cho các bạn chính xác nhất cái mã tham chiếu của chiếc đồng hồ này. Mã tham chiếu đầy đủ của chiếc đồng hồ này là 5517BB gạch chéo I2 gạch chéo 5ZO. Và trên tay tôi đây chính là phiên bản mà tôi vừa nhắc đến. Chiếc đồng hồ này được chế tác với phần thân vỏ từ vàng trắng nguyên khối. Nó được trang bị một mặt số màu xanh dương và có cái đường kính sai mặt là 40mm. Dành cho những ai chưa biết nhiều về thương hiệu đồng hồ Breguet, thì thương hiệu đồng hồ Breguet là một thương hiệu đồng hồ có lịch sử phát triển lâu đời, được thành lập vào năm 1775 với cha đẻ là nghệ nhân đồng hồ có tên là Abraham Louis Breguet. Ngay từ thời điểm đầu thành lập thì thương hiệu Breguet đã có một cái tệp khách hàng là những người có địa vị rất cao ở trong xã hội mà tôi có thể kể đến như là vua Louis XVI và hoàng đế Napoleon Bonaparte. Về bộ sưu tập Marine thì những cái mẫu Marine đầu tiên đã được ra mắt vào năm 1990. Cho đến thời điểm hiện tại thì bộ sưu tập Marine đã được nhà sản xuất phát triển theo cái xu thế là đồng hồ thể thao sang trọng. Tuy nhiên, nó vẫn giữ được rất nhiều những cái DNA mang cái tính nghệ thuật và tính di sản rất cao của những chiếc đồng hồ đến từ thương hiệu Breguet. Năm 2017 có thể nói là một cột mốc quan trọng đối với bộ sưu tập Marine, khi đây là một năm đánh dấu một sự lột xác ngoạn mục đối với bộ sưu tập này với việc ra mắt 3 phiên bản, đó là Marine 5517, Marine 5527 và Marine 5547. Và mỗi phiên bản thì đều được chế tác với 3 kiểu chất liệu cấu tạo khác nhau. Đó có thể là vàng hồng, vàng trắng hoặc là titan. Chiếc đồng hồ của chúng ta là một chiếc Marine thuộc mã 5517. Nó sở hữu một phần thân vỏ được chế tác từ vàng trắng nguyên khối với những cái chức năng rất là đơn giản đối với đồng hồ đeo tay. Đó là tham chiếu thời gian và tham chiếu lịch ngày. Tuy nhiên, nó đã để lại trong tôi một ấn tượng rất sâu sắc. Vậy điều gì đã khiến tôi cảm thấy ấn tượng sâu sắc đến như vậy? Thì xin mời tất cả quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi ngay sau đây. Phần trung tâm mặt số được hoàn thiện với những cái đường vân họa tiết Hulot, được hoàn thiện thủ công dưới tay nghề của những nghệ nhân. Những cái đường họa tiết sóng gợi cho chúng ta hình ảnh của đại dương và tại mỗi góc ánh sáng khác nhau. Hình ảnh này còn được tô điểm bởi những cái phản xạ ánh sáng đã phản chiếu những cái khoảng sáng tối, lấp lánh và sinh động, như cảm giác là chúng ta đang nhìn về một cái khoảng không gian mặt nước dưới ánh sáng mặt trời. Không biết các bạn cảm nhận như thế nào, nhưng đối với tôi, dường như hãng đã đưa vào mặt số này một sự chuyển động đầy tinh tế. Mặc dù nó là một mặt số tĩnh và nó đã thể hiện rất rõ cái tinh thần hàng hải của Breguet Marine. Đã nhắc đến tinh thần hàng hải thì không chỉ riêng phần vân mặt số mà còn rất nhiều những cái chi tiết khác trên chiếc đồng hồ này cũng thể hiện được cái tinh thần hàng hải. Thứ nhất, đó là phần đuôi của kim dây đã được làm cách điệu theo dấu cờ hiệu hải quân. Thứ hai, đó là các vạch chia 5 phút cũng như là cái ô cửa sổ hình thang cũng được làm dựa trên những ký hiệu của ngành hàng hải. Thứ ba, như các bạn có thể thấy ở đây, chúng ta có một bộ phận bảo vệ núm, thì cái bộ phận này được lấy cảm hứng từ chân vịt của tàu thủy. Thứ tư, là ở mặt sau của chiếc đồng hồ, chúng ta có một cái rotor. Cái rotor được làm dựa trên cái cảm hứng từ bánh lái của tàu thủy. Và cái cảm hứng này cũng được lan tỏa sang bên cái phần mặt khóa trên dây đeo của chiếc đồng hồ. Breguet đã dành rất nhiều tâm huyết cho việc chế tác mặt số của chiếc đồng hồ này để khiến cho chúng ta tập trung vào những cái chi tiết mang giá trị thẩm mỹ rất cao trên mặt số của chiếc đồng hồ. Tuy nhiên, để góp phần làm tăng thêm cái vẻ đẹp cho chiếc đồng hồ thì tôi không thể không kể đến. Đó là cái phần thân vỏ của chiếc đồng hồ với một cái thiết kế dáng tròn cổ điển với những cái rãnh đồng xu. Các bạn có thể để ý ở đây là chúng ta có những cái rãnh đồng xu ở bên hai phần cạnh bên của chiếc đồng hồ. Và những cái rãnh này cũng được hoàn thiện với một cái mức độ chi tiết và tinh xảo. Ngoài ra thì hai phần tai càng của chiếc đồng hồ cũng được hoàn thiện rất là vuông vức và gọn gàng. Mặc dù chiếc đồng hồ này được trang bị dây đeo cao su, tuy nhiên cái sự chuyển tiếp từ phần tai càng sang đến phần dây đeo sẽ không có khoảng hở. Và theo thời gian qua cái quá trình sử dụng thì cái sự chuyển tiếp và sự liền mạch này sẽ luôn luôn được duy trì ở cái trạng thái hoàn hảo, hay nói cách khác là nó sẽ không có cái độ trễ theo thời gian. Chiếc đồng hồ này được trang bị cỗ máy cơ học có tên gọi là Caliber 777A. Và chúng ta hoàn toàn có thể chiêm ngưỡng được cái vẻ đẹp của những cái chi tiết bên trong bộ máy này thông qua mặt sau của chiếc đồng hồ với một cái thiết kế lộ máy.
Caliber 777A là cỗ máy được sản xuất in-house của nhà Breguet, bao gồm 179 bộ phận, số lượng chân kính là 26, hoạt động với tần số dao động là 28.800 VPH và có mức dự trữ năng lượng tối đa trong khoảng 50 năm giờ. Tổng quan lại thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ với đường kính sai mặt là 40mm, được trang bị một mặt số màu xanh dương cùng với những cái chiếc kim được gọi là kim mắt ngỗng, một đặc sản của thương hiệu Breguet. Thêm vào đó thì chúng ta sẽ có những cái cọc số được phủ chất dạ quang, mang đến những cái tính hữu dụng trong những trường hợp cần thiết. Vậy thì chiếc đồng hồ này khi lên tay trông sẽ như thế nào? Với chu vi cổ tay của tôi là 16,5cm, thì khi lên tay chiếc đồng hồ này tôi cảm giác là cái độ vừa vặn nó chỉ dừng lại ở mức khá. So với cái chiếc Daydate của tôi với cái đường kính sai mặt là 40mm và với kiểu thiết kế dáng vỏ như thế này thì khi tôi lên tay cảm giác rất là vừa vặn. Có thể là do cái phần tay càng của chiếc đồng hồ này nó được thiết kế theo kiểu dáng ngang. Vậy nên khi tôi lên tay chiếc đồng hồ này tôi có cảm giác là nó hơi to một chút. Tôi nghĩ rằng một người để có thể đeo vừa vặn và đẹp nhất chiếc đồng hồ này sẽ là một người có chu vi cổ tay cỡ từ 17cm trở lên. Cuối cùng là một thông tin mà tôi chắc chắn rằng sẽ rất nhiều người quan tâm, đó là cái giá phải trả cho chiếc đồng hồ này đang là bao nhiêu. Cũng có rất là nhiều khách hàng liên hệ đến CityLux thắc mắc về việc là tại sao chúng tôi không cung cấp một mức giá cụ thể trong từng video. Thì thưa quý anh chị, đồng hồ luxury sẽ có giá trị thay đổi theo từng thời điểm, phụ thuộc vào rất nhiều những cái yếu tố khách quan tác động đến thị trường đồng hồ như là tình hình kinh tế và xã hội. Vậy nên mức giá trong thời điểm này sẽ không còn chính xác trong thời điểm khác. Nếu như các bạn có sự quan tâm đặc biệt đến giá của chiếc đồng hồ này trong một thời điểm cụ thể nào đó thì hãy liên hệ ngay đến số hotline của CityLux để chúng tôi có thể cung cấp cho các bạn những thông tin mới nhất, minh bạch nhất và chính xác nhất về giá của chiếc đồng hồ này. Mọi nhu cầu mua bán, trao đổi và đặt hàng, quý khách hàng xin liên hệ đến số hotline 0942 869 869 hoặc có thể truy cập vào trang web chính thức của chúng tôi citylux.vn để biết thêm thông tin chi tiết về rất nhiều những mẫu đồng hồ đang có sẵn tại cửa hàng. Các bạn đừng quên like, subscribe và bật chuông thông báo để ủng hộ đội ngũ sản xuất nhà CityLux. Tôi là Duy Khánh, xin chào và hẹn gặp lại!